Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay là đi giao một cái dòng cá rất là đặc biệt, không phải cá rồng cả nhà ha. Thì nó rất là kinh, xin mời tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Đây là hôm nay là đi thả hai con cá và là rất là hầm hố cho anh Chiến ở quận 1. Phụ lên giúp em đó nha, hai người đủ đó. Anh lên cầu thang ngay đây nha, lên cầu thang nha. Có đánh thuốc mê rồi đúng không? Có, em có ở kia. Dạ dạ. Anh lên luôn, đó đi chú chị nhé. Và em đóng cửa nhé. Được không? Ôm được không? Ôm được không? Cầm máy quay em bê cho. Lên trên. Hơi cực xíu nha. Hơi cực xíu nha anh em. Chết mẹ không? Rồi anh coi cá chứ. Chết rồi, quên em cái gì. Cái gì? Cần gì? Cần này cắt ra sao? Không phải ít cái giờ. Vợt đó hả? Ừ. Tình hình là sắp tới là có mấy mỹ nữ người ta vào người ta bơi với anh. Nó có cắn không? Không cắn. Không cắn. Cái này là nhìn mặt rõ ghê mà hiền như con nít rồi. Cái dao nhờ phát là đây là cái ba bốc bốc ở 79 phường 6 quận 3 cả nhà ha. Một view rất là đẹp. Anh Chiến đang design rồi. Còn đây là một cái hồ rất là kinh điển, là xíu nữa em sẽ review tất cả anh chị các bạn. Ta đem sạc cho, đưa em chơi cho. Tại vì đây quay đây mấy cái. Có gì anh? Có. Cái gì anh? Con hỏa tiễn. Cá sấu mỏ vịt. Dạ. Size này hai bé là tầm khoảng có 90 cm ở nhà ha. Anh bê thẳng cho nó xuống luôn. Bê xuống luôn. Bê được không? Ừ. Dạ không đủ. Dạ biết rồi, biết rồi. Em bê nó xuống. Chắc rồi tháo cái nắp này ra, dập ra cho đi thẳng xuống, đưa thẳng xuống nó dễ anh ạ. Quay đổ xuống á. Dạ không. Bế nó xuống nha. Em sợ nó nhảy. Để từ từ. Nhắc này nó nhảy rồi. Ngoan lắm. Tại vì quen. Bao quẩy luôn á. Có cần bê xuống dưới để nước ông bê ra không anh? Dễ mà, đơn giản mà, đứng lên đó được luôn á, thoải mái. Được, thoải mái với trời ơi. Ôi, nó khỏe lắm. Phụ anh đó. Rồi. Anh ấy đứng cái này đẩy cái anh bê. Từ cẩn thận nha sếp ơi. Số nửa đó, đó. Đi con, qua đây con. Cho nó phi như phi lao là nó không được mà. Ui, đấy. Cái này phải nuôi thôi. Mấy con. Quay đầu lại, đừng nó cho đuôi chứ. Đừng có đỉnh nữa. Đúng rồi. Thôi vậy thôi, hai con này mỹ nữ nó bơi nó đủ hoảng rồi. Nó bảo 9 con này. Đây là toilet ngay ở phía sau này. Anh ra mình đổ anh cho giúp em. Từ trơn nha. Từ thôi nha. Nó địa bàn anh. Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn ha. Hiện tại phía sau lưng em là một cái hồ là 10 m, chiều cao tối đa là mực nước 2 m. Rất là khủng. Hiện tại năng lực của em vẫn chưa thể nào thực hiện được cái hồ này. Thì hôm nay qua thả hai bé Hoàng, nói chung là hai bé hỏa tiễn này rất khá là hơi hoảng một xíu ha. Rất là khủng. Đây là một cái bộ đôi chính diện ở cái khu vực là Ba Bóc Bóc, phường 79, phường 6, quận 3 tất cả anh chị và các bạn ha. Chúng ta ban đêm có thể sắp tới anh khai trương thì có thể anh chị và các bạn có thể ghé vào đây để giải trí cả nhà ha, thư giãn sau những cái giờ làm việc mệt mỏi cả nhà ha. Thì ở đây là cá thì chỉ là một trong những cái phụ kiện để thêm sinh động thôi. Chủ yếu sẽ là một cái vật phẩm khác của tất cả anh chị và các bạn chúng ta sang đây ngắm. Thì cái đó thì nó như thế nào thì tất cả anh chị mời tất cả anh chị và các bạn chúng ta tới đây để thưởng thức ha. Cái đó này không nói trước mất hay. Đó, rất là đẹp. Thì cái này sẽ thả một đàn két đỏ nữa cả nhà ha. Cái hồ này hiện tại là nhân số lít nước lên rơi vào tầm khoảng cỡ